Chỉ bằng cách nghe giọng nói của một người, bạn có thể biết được điềm báo tốt xấu sắp tới của họ. Bạn có nghĩ vậy không? Theo khoa nhân tướng cổ, nếu những nét tướng như hình dáng mắt, mũi, miệng, khuôn mặt thường cố định, ít thay đổi thì những ám tướng như khí sắc, âm thanh lại là những biểu hiện dễ dàng xuất hiện cũng như dễ dàng mất đi một cách bất chợt. Thông thường, ám tướng cho chúng ta biết về sự kiện tốt xấu, vui buồn xảy ra bất ngờ của cá nhân ai đó trong một khoảng thời gian ngắn. Ứng nghiệm trong khoảng từ 3 đến 6 tháng đổ lại. Hôm nay, kênh giới thiệu 3 loại ám tướng của giọng nói dễ nhận ra được ghi nhận lại từ người xưa. Đây chỉ là những điều cho chúng ta tham khảo, không chắc chắn luôn đúng cho mọi trường hợp. Mọi người có thể lấy đó để kiểm nghiệm trong cuộc sống của mình rồi từ đó tìm ra mức độ chính xác thật sự của nó. Thường ngày thì giọng nói tự nhiên của chúng ta dù lên bổng xuống trầm đến đâu cũng sẽ theo một biên độ xoay quanh một độ cao nhất định. Đó gọi là cao độ tự nhiên của giọng nói. Ở mỗi người trong chúng ta đều có một cao độ giọng nói khác nhau. Thế rồi bỗng nhiên một ngày nào đó, tiếng nói của ta lại khác đi, trở nên trầm thấp xuống, cảm giác như bị trùng lại, không thể trở nên bình thường. Người khác nhìn vào tưởng như bị cảm, bị bệnh, nhưng thật ra vẫn khỏe. Đây chính là khi ám tướng xuất hiện. Khi gặp ám tướng này tức là có biểu hiện sự u ám buồn bã trong giọng nói. Chúng ta có thể gặp một trở ngại lớn lao nào đó trên công việc mà chúng ta làm. Hoặc là một kế hoạch nào đó dang dở, khó cứu chữa. Hoặc chúng ta có thể phải mệt mỏi, đi đứng tới lui, lao tâm khổ tứ để giải quyết một vấn đề rắc rối. Khó khăn. Một loại ám tướng thứ hai nữa đó là, thay vì giọng nói trầm hơn bình thường thì ngược lại, nó lại cao hẳn lên một cách rõ rệt. Thậm chí có khi lại nghe âm thê thê hay đứt quãng một cách vô thức, không kiểm soát. Ám tướng thứ hai này có thể báo hiệu cho chúng ta biết rằng chúng ta nên cẩn thận quản lý và kiểm soát tiền bạc tài chính của chúng ta. Đây có thể là điềm báo của việc hao tài tốn của. Hoặc cũng có thể bị mất trộm, mất cắp. Và loại ám tướng cuối cùng nữa, chúng ta có thể gọi là ám tướng tài lộc. Đó là khi một lúc nào đó, giọng nói của chúng ta tuy ở mức độ trung bình như thường ngày, nhưng có một số chữ hay một số từ mà chúng ta phát âm khó khăn, ngập ngừng, hoặc cũng có khi bị vấp mà trong khi bình thường chúng ta lại không có những điều này. Loại ám tướng này có thể báo trước rằng chúng ta có thể gặp việc phát tài, hoặc có của hoạnh tài bất ngờ, cũng là dự báo công việc chúng ta sắp tới làm ăn khấm khá hơn.